Chim khôn kêu tiếng rành rang, người khôn vào shopgthu.vn để mua ngay acc chơi game nha các bạn ơi. Shopgthu.vn bán tất cả các loại acc chơi game uy tín giá rẻ nhất Việt Nam. Truy cập ngay shopgthu.vn. Hiện tại thì lượng công và lý công bình là trên 1.000 rồi, 1.157. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn là sức mạnh của cô nàng Aoi. Đặc biệt với một phong cách lên đồ cực kỳ dị. Và phong cách này là gì lát nữa mình sẽ nói qua nhé. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì chúng ta lên. Lên nóc nhà là bắt cái con gà cái coi, sang cướp luôn vừa đó. Mình không hề cô đơn một chút nào, bởi vì xung quanh của mình có những người đồng đội đang hỗ trợ mình cướp luôn bùa đỏ, và chắc chắn một điều rừng thì bạn sẽ bị thọt mà thôi. Mình không muốn dừng lại ở đây đâu, mình sẽ cướp luôn cả cái con tắc kè các bạn ạ. Đây là cái con thằn lằn này, cướp luôn. Và sau đó khi mà team bạn lên cao như thế kia thì chúng ta sẽ cần phải trừng phạt cái sự hổ báo này. Mình tới đây, cố gắng làm sao áp sát luôn nha. Thôi thì áp sát luôn ghi đu. Thịt luôn ghi đu cái coi nào. Mình xin một mạng. Úi giời, được một mạng rồi. Thôi giải tán nha. Anh em ơi, uầy, team mình chơi lớn thật, team mình định chơi luôn cả Lavin kia kìa. Cẩn thận đấy. Ủa, team bạn kéo lên rất là đông luôn. Nhưng mà thôi, dù sao thì team mình thời điểm đầu game cũng làm được 2 mạng rồi. Ngày hôm nay sẽ đem đến cho mọi người đó phong cách lên trang bị nanh Fenrir cho vị tướng AI, đặc biệt là lên full trang bị này nha mọi người nhá. Để xem là lên full trang bị này mình có điểm lợi điểm hại gì. Nhưng bây giờ là chúng ta đối đầu với Euron này. Này, đúng rồi, Ari đâu? Úi, mù mắt. Lâu chưa chơi AI thế nên là xử lý cũng hơi bị mù mắt một tí. Quay tròn, quay đều mà không trúng mục tiêu nào cả. Đây này, Nakroth ơi. Úi giời, em quạt chiêu cuối đây rồi, kích quạt chiêu cuối một cái. Ngon luôn, được một mạng luôn. Thơm quá, tí nữa thì mình cũng bốc hơi các bạn ạ. Khi mà mình lên full trang bị nanh thì mình nhận được những cái hiệu quả gì? Đầu tiên là về chỉ số cộng dồn thì mỗi trang bị sẽ cộng dồn cho mình đó là 200 công vật lý nha. Vậy nên là khi mà mình lên được 6 trang bị thì các bạn đủ biết là lượng công vật lý của mình nó nhiều như thế nào. Không chỉ thế thì cái nội tại của trang bị nanh này nó sẽ không cộng dồn cho mình đâu. Nội tại đó là khi mà máu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương. Đây là nội tại duy nhất. Vậy nên là mình có lên 6 trang bị thì nó cũng chỉ là áp dụng cho mình một cái nội tại mà thôi, chứ chúng ta không cộng dồn 6 cái nội tại đâu nha. Đấy, mình nói như này để cho các bạn biết là mình có hiểu, chứ không phải là mình không có biết. Để mình lên đồ này, mình lên đồ này chủ yếu là vui vẻ thôi. Euron ơi, bằng trụ luôn. Cái tầm này là chúng ta cố gắng áp sát bằng chiêu 2, đu qua tường, thịt luôn với chiêu cuối trong tay dồn luôn. Úi giời ơi, thiếu đam kìa. Đen thật sự các bạn ạ. Thiếu đam chứ không quả đấy mình có mạng rồi. Hiện tại thì xin phép các bạn là lên một trang bị đồ đi rừng. Ngoài ra thì lên trang bị giày. Sau đó là mình sẽ đóng full trang bị nanh nha mọi người nha. Chứ ví dụ như là mình không mang lên đồ đi rừng, không lên giày thì quả thật thời điểm đầu game nó cũng hơi bị chật vật. Ngoài ra thì các bạn đang xem clip của mình thì nhớ ủng hộ mình bằng cách có thể cho mình xin một nút like cho clip, ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nakroth băng trụ đây này. Nakroth, ui giời, chơi sâu thế làm sao rút được ra. Bạn phải rút được ra kịp cơ chứ không kịp là đau lắm đấy. Mình chơi rất là nhiều các vị tướng sát thủ và cũng kiểu đâm đầu hổ báo như vậy rồi, bản thân mình cũng rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Quên mất, rất là nhiều bạn có thắc mắc là không biết là trong cái phiên bản Cúp Vinh Quang này thì vị tướng Aoi có sự thay đổi gì không. Trong phiên bản Cúp Vinh Quang với lần cập nhật bổ sung thứ 2, Aoi vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy nha. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm vác vị tướng này và leo dây một cách hiệu quả đi. Với lần cập nhật bổ sung thứ 2 ấy. Và bây giờ thì tiếp tục đây này. 3-2, ui hay thế nhờ. Chơi luôn. Ui, team nó có cả Isa, thôi kệ đi. Đập bừa đi, mình có chiêu cuối trong tay các bạn. Úi, không giết được kìa. Ôi, để cho Gidu chạy được, phí thật sự các bạn ạ. Thôi thì áp sát chơi tạm luôn AD team bạn. Ui, không giết được AD team bạn.
giết được cái một con tí nị. Buồn ghê. À các bạn lưu ý giúp mình. À, hiện tại thì phong cách lên đồ này là phong cách lên đồ trôn game, vậy nên các bạn đừng áp dụng theo. Bây giờ mình sẽ sử dụng châu Hai vào tượng. Ấy, mù mắt qua đi. Và đấy mà châu Hai chẳng là kiểu gì mình tin tưởng Lafin đấy. Hơi mù mắt một tí các bạn ạ. Mà không phải mù mắt một tí đâu, mù mắt nhiều. Trận đấu ngày hôm nay mình xử lý nhiều pha cũng hơi bị lỗi. Kìa rồi, Euron lên rất cao. Đây là sai lầm nhá. Có ăn được không Ari ơi, mình tới này. 2-1 thì không chột cũng kè. Một cây làm chẳng nên non, hai cây trụng lại là lên luôn cái hòn núi cao, trời ơi, nó chạy nhanh thế. Ôi, chưa gì nó chạy vột phát về nhà rồi, bạn chạy được với mình không? Khi mà chiêu hai mình có đấy rồi. Áp sát, đập luôn chứ ngán cái gì đâu, đấy. Chất từ AOI rất cơ động. Và Nakroth ơi, chiếm eo đi Nakroth ơi. Vào đây khi mà team mình có cả Ari, đó. Chạy được đi đâu có sâu, đấy, lên bảng điểm số đi à. Chỉ cần quay đều thôi, khi mà chúng ta va vào phát là chúng ta sẽ làm chán đối phương nhẹ nhẹ. Khi mà Gidu lên cao như thế này cũng là sai lầm, nhưng mà để giết được Gidu hơi khó. Ngày trước khi mà vị tướng AOI vừa mới hé lộ thì mình cũng đã so sánh vị tướng này nó cũng khá là cơ động, có khả năng cơ động hơn cả Nakroth. Thì thật ra đấy là ý kiến cá nhân thôi. Tính ra thì Nakroth thì bộ kỹ năng nó cũng hồi rất là nhanh. Vậy nên là để mà so sánh được hai con cơ động như thế nào thì mình cũng không thể nào so sánh được, bởi vì đây là cách so sánh nó hơi bị khập khiễng một chút các bạn ạ. Uầy, đến thời điểm này là mình vẫn chưa lên được một cái trang bị nhanh nào luôn. Mặc dù là mình cũng đã cố gắng đi ganh ăn mạng được 3 mạng, ngoài ra thì tập trung farm lòi cả mắt đây, mà mãi mà chưa lên được một trang bị nhanh nào. Tính ra thì trang bị nhanh cũng là trang bị rất đắt giá nha. Nó chỉ đắt sau cái trang bị sách thánh mà thôi. Đấy, chứ còn cái lượng vàng của cái trang bị này nó cũng nhiều lắm. Để mà lên được full thì cũng là một cả một quá trình. Lavin lên cao kìa. Anh em để cho mình anh em ơi. Bỏ qua Gidu đi. Hello. Hello. Đi đâu qua sâu mạng này của mình. Mình xin 148 vàng. Không hiểu tại sao một mình AD lại có thể lên cao như thế. Thôi để quái dừng cho mình đi để mình pha một chút. Cố gắng ngày hôm nay sẽ không để các bạn thất vọng. Cố gắng làm sao lên được full trang bị nha. Tính ra lên đồ như thế này thì không được hiệu quả cho lắm khi mà chúng ta lượng máu của AOI sẽ rất là giấy. Nhưng mà bù lại thì sát tương cơ vật lý rất là nhiều, bởi vì là mỗi trang bị cộng cho mình là 200 cơ vật lý mà. Vậy nên là hy vọng rằng ấy, cuối game mình sẽ có được lượng cơ vật lý khổng lồ. Cướp luôn, ui Nakroth này, chơi luôn Nakroth. Máu thì giấy, có chiêu cuối đây, kích hoạt chiêu cuối lên bảng điểm số rất nhanh. AOI là cứ chất tướng dùng chiêu 2 la vào vô chiêu 1. Sau đó các bạn gặp nguy hiểm và muốn kết liễu đối phương thì kết quả chiêu cuối đơn giản là như vậy thôi. Đặc biệt là chiêu cuối cũng hồi rất là nhanh nha mọi người. Hiện tại thì mình sẽ soạn luôn trang bị nhanh thứ hai khi mà mình cũng hoàn thiện được xong trang bị nhanh đầu tiên rồi. Nào, bây giờ thì ngại ngần gì mà không băng trụ đúng không? Băng trụ luôn. Ui giời, nó chết nhanh quá. Tiếp tục tập trung đi farm thôi. Farm và farm nhá. Ui giời, mù mắt ghê ra đây, cái tường của Liên Quân nó dày thật. Cái tường đấy là mình không thể đu được các bạn ạ. Mình đang tính là bay qua tường nhưng mà nó hơi bị dày. Anh em ơi, dụng tí bạn đánh nhau đi. Đúng rồi, hay quá đánh nhau rồi. Có mặt mình cái coi. Để xem mình tới đến nơi thì tí bạn chạy mất dép hết à. À, đang có cái Euron được luôn. Rồi, dùng chiêu 2 chúng ta có thể bay được qua tường và sau đó áp sát tìm bạn một cái. Kết quả chiêu cuối lên bản điểm số rất nhanh. Mãi mà ăn được 200 vàng trọn vẹn. Chứ xuất từ vừa đấy đến giờ mình ăn mạng của team bạn thì rất ít người của team bạn trị giá 200 vàng, hầu hết là cứ 140 mấy hoặc 160 mấy tiền thôi. À, để mà ôn lại kỷ niệm cũ thì ngày xưa cái thời điểm mà vị tướng AOI vừa mới ra mắt ấy thì mình cũng đã phải luyện tập khá là nhiều mình mới có thể sử dụng được kỹ năng vị tướng này thuần thục được, bởi vì là cái chiêu thứ hai này của vị tướng này nó cũng khá là khó sử dụng đấy. Vậy nên là nếu như các bạn nào đang muốn học chơi vị tướng này thì đừng có nản. Ví dụ như các bạn chơi 1-2 trận các bạn cảm thấy khó, các bạn đừng có nản. Các bạn chơi nhiều và các bạn sẽ tự tin và sẽ sử dụng xử lý được nó tốt hơn. Đấy, như các bạn thấy là ngày nay mình sử dụng vị tướng này tính ra thì hơi lỗi một tí thôi. Nhưng mà mình không còn kiểu bị lỡ nhịp đến từ chiêu 2 lắm. Khi các bạn quay chiêu 2 các bạn không biết cách dừng lại thì nó cũng hơi bị mù mắt. Farm loài cả mắt suốt từ bên đây đến giờ. Mãi mà chưa hoàn thiện được thêm một trang bị nhanh nữa các bạn ạ. Đấy, ba đường team mình đều đẩy lên cao rồi. Đường trên mình đẩy lên cao, đường giữa thì mình đẩy cao, đường dưới cũng đẩy cao.
Nhiệm vụ là phải ép ra tranh đúng rồi. Team bạn lên cao như tiền. Đây đang có Isa băng trụ luôn. Băng trụ luôn, hello Isa, mình có chiêu cuối đây rồi. Lên bảng điểm số 200 vàng. Thôi Tín Nị ơi, Tín Nị mày quá. Nhìn Tín Nị vừa xong dễ thương quá. Nhìn Tín Nị kiểu hơi bị cục cằn. Khi mà chủ của Tín Nị bị chết một cái là kiểu hơi bị dễ thương. Ô, Tín Nị lại là Isa. Isa mang chuyển sinh à? Hello, thế này là ăn hai mạng liên tiếp rồi chứ còn gì nữa. Lại chặt chết thì phát nữa. Kích hoạt chiêu cuối chọn, lên bảng điểm số tiếp. Thôi Tín Nị ơi, như kiểu là mình sao chép lại cái tình huống lần đầu mình ăn mạng của Isa vậy. Hai lần liên tiếp và cũng đều là vị trí đấy, đều là Tín Nị tức giận và đuổi theo mình, nhưng chả làm ăn được cái gì. Thơm ghê. Trận đấu này để nói thì mình vẫn quan tâm chủ lực team bạn thôi. Chủ lực team bạn là Lavin, chủ lực team bạn là Isa. Ngoài ra thì Nacros máu giấy thì mình cũng chém tuốt luôn các bạn, không hề ngán một chút nào đâu. Và khi mà có được nhiều đồ, lát nữa mình sẽ bật cho mọi người xem qua về chỉ số lượng cầu vật lý sau khi mình lên được những trang bị nanh. Nhưng mà hơi khó khăn bởi vì bản thân mình mới lên được cái trang bị mà thôi. Đắt vãi chưởng, 10 phút đồng hồ rồi không biết là mình có lên full được hay không. Đắt quá các bạn ạ. Lavin, Lavin ở đường trên. Bây giờ mình sẽ tóm được Lavin nha. Hello, hello, hello. Lại là Lavin. Nước khoáng, Vinla chạy làm sao được chiêu hai của mình, đu qua tường, áp sát, cắm luôn cái tê tái vào hết, chạy cho lên bàn điểm số. Ui, thốn thật sự, 60 vàng. Ăn mạng của Lavin bây giờ không được nhiều tiền nữa đâu. Cảnh giới khi mà một người thọt nhất của Liên Quân, khi mà chúng ta tiêu diệt được nhiều nhất và người đấy bị thọt, thì chúng ta ăn được chỉ có 20 vàng mà thôi. Mình tính xương xương, nếu mà để mà nói hỗ trợ để ăn cái mạng đấy thì cũng chỉ được tầm 3-4 vàng. Ăn mạng được 20 vàng rất ít ỏi nhá. Nào, 2-1, cung chột cung que thì mình có thêm cả Grack nữa thì đoàn kết là có tất cả, thịt Lunaron đấy. Chứ không phải nhiều bạn cứ nói là đoàn kết là chết hết. Trời đất ơi, không phải như thế đâu. Mình rất là mong team bạn lên cao này, cái tầm này mình không dám băng trụ. Mở con mắt thì hơi sai, đang có ghi đủ thịt luôn, ghi đủ cái. Cứ đeo bám, đủ bám và thịt luôn, cho lên bản đề số 60 vàng. Trời ơi, Lavin vừa xong mình ăn 60, ghi đủ 60 vàng. Thọt quá, Nacros bây giờ chơi trò đẩy trụ lén kìa. Mình nghĩ là trận đấu này thì mình không cần phải ăn tà thần đâu, khi mà team bạn cũng mất hai người rồi. Nacros thì đẩy lén gì bị Ari đuổi cho không chấm phát nào. Hiện tại thì lượng công vật lý của mình là trên 1.000 rồi, 1.157. Một cái lượng công vật lý cũng khá là nhiều nha. Ok, chắc có lẽ chúng ta đâm thẳng xuyên thủng là chơi tơi tấp luôn. Lấy được cái trụ này rồi, ngoài ra thì có chiêu cuối đây, 40 vàng ạ. Thịt thịt Lavin 40 vàng, mình đu qua tường bắt làm sao được mình á. Bây giờ mình sẽ quay trở lại áp sát luôn Euron và cho lên bàn điểm số. Chết luôn, 100 vàng. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình, khi mà hiện tại mình cũng đã lên được 3 trang bị nanh rồi. Quả thật đây trang bị đắt quá nên là mình cũng không có tiền mua các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.